Dạ, đây là cái giếng làng của thôn Bãi Tranh. Nhưng mà phía trong xe trong núi kia bây giờ hiện tại bây giờ cũng không rất là nhiều cái giếng trong đó. Một cái giếng này thì cũng không đủ cung cấp nước cho cả làng. Và đây là những cái bồn chứa nước nè. Cái bồn này được bơm nước từ ở trong những cái giếng khoan ở trong trong làng ở xe lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ tối quá tối lê không có vào đó được. Thì bơm nước vào trong này. Khi mà mỗi cô chú ở đây mà muốn tới sử dụng nước thì chỉ còn xẻ cái nước này ra và có một đôi nước gánh về. Thì dạ, thì mình một hoặc hai thùng nước thì mình có thể bỏ 1.000 hay 2.000 là tùy theo tiền thì mình bỏ về trong này. Đó, hay vậy ha. Hiện tại là em xẻ nước thử có nha. Ở đây số bà con ở đây là hứng nước mưa. Khó rồi, cái van này nè. Có nghĩa là mở cái van này. Chắc là hết nước. Chứ tại vì khi mà tôi lên ở nhà em gái á, hỏi là nước ở đâu xài thì em nói là xài nước mưa không à. Thôi đi Bảo. Dạ, đây là con đường bắt đầu từ cảng của Bãi Tranh đi vào làng. Tố Lê, Bảo Lê và hai người Tố Lê và Bảo Lê đi bộ cũng muốn khám phá xem làng Bãi Tranh của mình nó như thế nào. Dọc hai bên là những cái cây xìm xịp nè, cây này cái trái của nó này. Hồi trước kia mà Tố Lê ở ngoài đảo á, mình hay ăn cái trái này. Cái trái này mình ăn cái hạt thì người ta nói là ăn để sổ lãi á. Đây cái trái xìm xịp nè. Ra đến đây đỡ căng cái là không có nắng lắm mà trời nó mát mát dịu dịu cũng dễ chịu. Chứ thường thường mà nghe nói đi ra đảo là mình sợ nắng. Phía trước này là biển nè. Về đây là con đường làng. Bây giờ mình chị em của mình lại tiếp tục đi nha. Đi thôi em. Đây là cây bàn chải nè. Trời ơi, nhìn cái gai nó mình sợ quá ha. Chú ok, gai nó rất là biến. Gai đó là cái sách gì nó ốc ăn là cây bằng ông. Cây bàn chải này không bao giờ có rắn. Rắn nó rất sợ cây bàn chải. Ghê, ngồi này á, cảnh thiên nhiên không mà đẹp quá. Đó. Cái đống bàn chải này không bao giờ có rắn. Anh Bảo lên anh sợ nắng, anh trùm còn hơn phụ nữ nữa. Cái đảo này nó đâu có giống như đảo ở ngoài Bãi Tre. Bãi Tre nó đẹp hơn. Đây là cái trái bàn chải này. Hoa. Nếu mà mình giận ai á, mình lấy cái miếng bàn chải này mình quýnh một cái chắc xỉu luôn á. Không quýnh vậy dễ, dễ. Đâu được cái bông hay cái trái? Tặng em. Trời ơi, ông tặng cái đấy gây. Hết bông mà sao ra ngồi này hái bông bàn chải tặng tôi. Ồ, ý rừng hả? Ý rừng nở trâu. Ồ, ý rừng mình hái vừa cổ đầu thôi nó mưa chết. Trời ơi, nó thơm dữ vậy chị Phụng bỉ đi. Hay là mai mình lên đà mình hái. Mai bỉ. Ý rừng. Đi cổ đầu đi số 1. Ồ, ý rừng thơm chứ. Thơm. Đi nghe đi, bị mùi thơm mấy chừng luôn. Tặng em hơi bàn chải nè. Rồi phía trước là làng rồi kìa, về tới làng rồi. Ở đây là có 85 hộ rồi Bảo à. Ở tại cái Bãi Tranh này nè. Mỗi đảo thì nó có mỗi cái đặc thù riêng.
Đó là bà con ở vòng quanh như thế này nè, xe xe kia là cuối làng, ở đây là đầu làng ha. Anh bảo cái này nó nằm trên phòng lớn luôn chứ. Đúng rồi. À. Cái này là mặt phía mặt trước. Phía bắc. Còn phía bên bên kia là mặt phía sau. Phía bên mình là nằm trên đảo chứ không phải bên đảo, nằm trên đảo. Ồ, coi thủ đủ cái sai nữa ta. Rồi bắt đầu đây là những ngôi nhà của thôn Bãi Tranh nè. Bên này là bờ kè biển. Đây là Tố Lê chỉ quay cái mặt xung quanh ở phía trước thôi. Chứ còn mình đi ra sau á là làng ở có phía sau nữa chứ. Đi quay cho đi ơi. Cái này mà cái xe đạp mình chạy một vòng thì nó nhanh ha. Đi bộ nó lâu. Ở trước có một hò vàng hoa cúc đẹp quá trời luôn. Bí ơi, có chở xe không? Dạ. Ủa, nhà này của em hả? Dạ. Rồi, lấy xe chở chị đi một vòng, chị quay xíu thôi thiệt. Cô Lê nhờ một người em gái chở đi lòng vòng để quay cái cảnh quan của làng Bãi Tranh. Chứ đi bộ xe quá, đi không nổi. Đây là những ngôi nhà ở Bãi Tranh này. Ở phía đầu trên là trạm y tế hả? Trường học hả? Chị phát sữa hết rồi. Chị cũng để chị quay đi chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đẹp quá. Ồ, phần trạm đẹp quá. Tô Lê chỉ quay cảnh quan phía trước thôi nha. Ồ, cái con đường này ở đây để đổ bê tông luôn nè. Sắp tới hả? Ồ, vậy là mấy cháu đang nhận sữa, nhận bánh rồi sao á? Hôm nay đi có mang theo 5 thùng sữa với lại mười mấy thùng, mười mấy túi oxy á, chắc là mấy chị khác rồi. Ồ, có hai ngôi nhà này nhỏ nhỏ, nhà của ai ở đây vậy ta? Ngôi nhà này nãy lúc nãy có nhọn què không thấy? Ồ, chùa Mẫu Giáo núi vậy hả? Ồ, nước rất là nhiều luôn. Mỗi khi Đà Rê thì đây là cái nơi mà tập trung buôn bán ở đây nè. Giống như là một cái chợ nhỏ. Ở đây có thịt, có rau, kế, trứng, hành, tỏi thì có hết. Đây là nhà của chị Sinh nè. Mà lúc nãy lên tàu á, chị cũng buôn bán trên tàu rồi. Bây giờ về nhà bán tiếp. Bán mấy giờ mới nghỉ? Bán lén xong mà nửa tiếng à. Dạ hả? Bên đây là hàng chì hả? Dạ chì. Cái ấy.
chín chưa? Ồ, trái chùm meo nè. Đây nè, trái chùm meo nè. Cứ đây nó còn sống. Đây nè, chín trên đây nè, trên đây nè. Nè. Đâu, 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 đâu. Chùm meo chín rồi. Đây chùm meo chín nè. Cái kia là nó trình bụng. Chứ các người không có ăn theo thầy sinh bụng. Đây là cái bông 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 cây xẹp nè. Đẹp đó không? Trái nó nè. Đây là những ngôi nhà phía trong những cái đường hẻm nhỏ nha. Tôi lên chỉ quay sơ sơ cho bà con xem cái cảnh quan những cái ngôi nhà ở đây như thế nào thôi. Những con đường này cũng được đổ bê tông hết á. Ở đây cũng có nhiều xe máy, xe đạp lắm luôn. Ồ, các cái cây thụ đổ này nó sai dữ dằn luôn. Ồ, trái quá trời trái luôn nè. Cái cây thụ đổ này nó để bị gãy nha. Mà nó tỉa ra hai cái nhánh. Mà nó ra trái sai như thế này. Ở đây cũng rất là nhiều cái ngôi nhà xây á. Không có còn cái nhà nào nhà tranh như ngày trước hết á. Và đây là trường tiểu học Vạn Thạnh, điểm trường Ninh Tân. Có một người thầy giáo đang quét dọn vệ sinh. Ủa mấy thầy ở tại chỗ đây luôn hả thầy? À, vậy hả? Sau 2 ngày nghỉ học thì lát bàn ở đây á. Nó rụng rất là dơ. Nhưng mà những thầy cô ở đây là tự vệ sinh luôn nè. Thầy giáo đang quét mà chắc là chuyên nghiệp quét ở đây rồi. Mấy cô đang trồng bông, trồng cây ở đây nè. Đây là cái khuôn viên của trường tiểu học Vạn Thạnh. Thương thầy dữ trời. Chứ mấy cháu buổi sáng đi học có vệ sinh không? Có mấy cháu cứ quét hay là thầy quét thôi? Hả? Quay đó thì đủ. Bữa nay em hồi trưa em định rồi xuống gặp chị, nhưng mà cái là trong hội em là một sinh nhật dạng như để nữa là anh em là một tiết mục chơi sinh nhật trong tập thể trong gia đình đó. Để chị em đây. Về đây là cảnh hoàng hôn trên đảo Bãi Tranh.
Buổi chiều ở đây nước cạn quá chừng luôn. Nhưng mà ở cái vị trí này thì nó không có ốc. Muốn mà bắt ốc thì phải lên trên cảng. Nhìn qua kia là đầm bông kìa. Nhìn qua chỗ trắng trắng, mưa trắng trắng là đầm bông á. Dạ, thôi thì Tô Lê cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn để luôn đồng hành và yêu mến kênh YouTube Tô Lê. Bây giờ thì Tô Lê xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo nha.